được biết đến chương trình này với một cái tên rất là đầy thương yêu, chăm sóc sức khỏe, hành trình tâm an, tức là muốn cho cái con người sống trong một cái xã hội nhiều cái bon chen, nhiều cái sôi động, thì mình sẽ tìm về một cái yếu tố cho mình. Thì mình biết cô Mỹ và chú Sơn trước đây là về thư pháp, và cô Mỹ luôn luôn có một cái chí hướng là giúp cho cộng đồng có một cái niềm vui sống, có một cái sự tỉnh thức, có một cái sự có trân trọng với lại cái hiện tại để mà sống. Thành ra là hôm nay tuy không có sinh hoạt chính thức trong nhóm của này, nhưng mà có được nhận cái lời mời của cô Mỹ và tới đây tham dự thì cũng rất là xúc động, bởi vì tháng này là mình tháng để mình nhớ lại công ơn cha mẹ một lòng, thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu với là đạo con, đó là cái đạo hiếu, đó là cái nhân nghĩa của con người Á Đông nói chung và con người Việt Nam nói riêng. Mình sẽ được cái nhân nghĩa đó mình sống, mình hướng thì cho cuộc đời của mình. Thì hôm nay xin rất là cảm ơn cô Mỹ và cái hội này, hội giáo dục chăm sóc sức khỏe hành trình tâm an này đã tạo cơ hội, tạo một cái nơi chốn để mà chúng ta cùng nhau tìm đến những cái ý nghĩa tốt đẹp cho đời sống.